Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 27 tháng 4, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn thân mến, đại diện của LG đã đưa ra tuyên bố chính thức về việc hãng này di dời nhà máy sản xuất smartphone đến Việt Nam. Theo đó, thì LG đã dừng hoạt động của các nhà máy sản xuất smartphone tại Pyeongtaek, Hàn Quốc và chuyển sang cơ sở sản xuất mới tại Hải Phòng, Việt Nam. Đây là một phần trong chiến lược nhằm cải thiện hoạt động của mảng mobile và nâng cao lợi thế cạnh tranh trong ngành công nghiệp sản xuất. Nhà máy sản xuất của LG tại Hải Phòng được khánh thành vào năm 2015 với khoản đầu tư là 1,5 tỷ USD, phù hợp để thực hiện nhiệm vụ sản xuất các sản phẩm cạnh tranh chất lượng cao cho thị trường toàn cầu. Việc chuyển cơ sở sản xuất sang nhà máy Hải Phòng sẽ mang lại cho LG lợi ích lớn hơn bởi nhà máy này được thiết kế với khả năng sản xuất nhiều loại sản phẩm, từ máy giặt, TV cho đến hệ thống thông tin tự động và cả smartphone nữa. Bên cạnh đó, thì đại diện LG cũng đưa ra những con số dẫn chứng khá cụ thể cho quyết định di rời cơ sở sản xuất đến Hải Phòng. Trong khi nhà máy tại Pyeongtaek có thể sản xuất được 5 triệu chiếc smartphone, thì nhà máy mới tại Hải Phòng có thể sản xuất được 11 triệu chiếc, cả ở phân khúc tầm trung lẫn phân khúc cao cấp. Nhà máy Hải Phòng sẽ chính thức đi vào hoạt động vào nửa cuối năm 2019. Tuy nhiên, mọi hoạt động liên quan đến R&D, tức là nghiên cứu và phát triển, cùng với thiết kế và kiểm nghiệm chất lượng, vẫn sẽ do trụ sở Hàn Quốc phụ trách. Các bạn thân mến, Galaxy Fold gặp phải khá nhiều sự cố và Samsung cũng đã phải hủy thời điểm ra mắt tại nhiều quốc gia cũng như là rời ngày lên kệ của sản phẩm này. Song, hãng vẫn đang lên kế hoạch phát triển hai mẫu máy màn hình gập với kết cấu gập khác so với Galaxy Fold. Cụ thể thì một chiếc smartphone thuộc loại G sẽ có hai phần màn hình cạnh bên và gập ra phía sau, tương tự như cách Xiaomi đang làm với thiết bị màn hình gập của hãng. Phiên bản tiếp theo thuộc loại S cũng với 3 phần màn hình, nhưng kết cấu gập sẽ là xếp chồng lên nhau như gập chữ S, theo chiều từ trên xuống. Được biết, cả hai phiên bản G và S này sẽ có kích thước mở rộng hơn mức Galaxy Fold, với kích thước lần lượt sẽ là 8 inch và 13 inch. Cả hai mẫu máy sẽ sớm được hoàn thiện trong năm nay, tuy nhiên, thời điểm ra mắt sản phẩm vẫn đang là một ẩn số. Hy vọng rằng hãng sẽ có phương án khắc phục những điểm yếu hiện tại của smartphone gập sau những thất bại ban đầu của Galaxy Fold. Và chúng ta sẽ cùng nhau hy vọng vào hai phiên bản tiếp theo của những smartphone gập của Samsung sẽ gặt hái được nhiều thành công. Các bạn thân mến, Viettel cho biết tốc độ kết nối 5G trong các bài thử nghiệm dao động từ 600 đến 700 MB trên giây, tương đương với tốc độ cung cấp cho các hàng mạng 5G Verizon tại Mỹ. Hiện tại thì đội ngũ kỹ thuật của Viettel đã chuyển sang tiến hành các bài kiểm tra kỹ thuật dựa trên thực địa, bao gồm đánh giá về khả năng tương thích ngược với các thiết bị 4G, 3G, 2G hiện có của khách hàng, đánh giá vùng phủ tối ưu cho tốc độ và dịch vụ khác nhau. Thách thức lớn nhất của nhóm là mạng 5G còn nhiều thành phần cần được điều chỉnh tối ưu như tần số thử nghiệm, số lượng tần số, thiết bị đầu cuối, tương quan vùng phủ và vị trí phát. Khi hoàn thành các bài test và hiệu chỉnh, tốc độ truy cập sẽ thực sự bùng nổ. Màn trình diễn về tốc độ và dịch vụ trên mạng 5G sẽ được Viettel tổ chức vào đầu tháng 5 tới đây. Như vậy, Việt Nam đang là một trong những quốc gia thử nghiệm 5G sớm nhất trên thế giới. Thời gian khi những thiết bị 5G đầu tiên cập cảng ngày 25 tháng 3 đến thời điểm tích hợp và phát sóng chỉ trong vòng 1 tháng, các kỹ sư Viettel đã lắp đặt gần 1 tấn thiết bị chỉ trong vòng 5 ngày. Toàn bộ thời gian còn lại cho tích hợp thiết bị và cấu hình mạng lõi, bởi 5G vẫn là một công nghệ mới đối với các nhà mạng trên thế giới. Việc sớm tiếp cận và thử nghiệm công nghệ mới giúp Việt Nam bắt kịp xu hướng thế giới. Điều này rất khác so với triển khai 4G, bởi khi đó tất cả các đối tác đều có kinh nghiệm và công nghệ đã cũ. Các bạn thân mến, siêu bom tấn của nhà Marvel Avengers Endgame đã xô đổ kỷ lục phim đạt 100 triệu USD nhanh nhất do Star Wars The Force Awakens lập ra trước đó với 17 giờ. Ngày 27 tháng 4, theo trang Deadline đưa tin, phim siêu anh hùng Avengers Endgame đạt mức 100 triệu USD nhanh nhất chỉ sau 17 giờ, xô đổ kỷ lục trước đó của Star Wars The Force Awakens là 20 giờ. Avengers Endgame có doanh thu nội địa trong các buổi chiếu trước vào ngày thứ 5 là 60 triệu, sau đó đạt thêm 43 triệu vé bán trước vào thứ 6. Trước đó, dù Avengers Infinity War hay là Star Wars The Last Jedi cũng phải mất hơn một ngày mới có thể đạt được 100 triệu USD. Theo ước tính của các chuyên gia thì Avengers Endgame sẽ tiếp tục lập thêm kỷ lục nữa là phim có doanh thu cao nhất trong ngày đầu tiên công chiếu với khoảng 140 đến 150 triệu USD.
Với số liệu về lượng đặt vé trước trong ngày cuối tuần thì phim sẽ thu về khoảng 315 đến 330 triệu USD. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Anh nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.